Nằm ở độ cao trên 500m so với mực nước biển, thuộc vùng đất cổ với văn hóa thời tiền sử, đang dần mở cửa ra với thế giới. Bản người giao tiền độc đáo mà Cà Phê Sáng giới thiệu hôm nay nằm ở xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Bản xưng của xã Cao Sơn theo tương truyền của cụ là bà con đến đây được khoảng trên dưới 500 năm. Đây là bản người giao tiền duy nhất của tỉnh chủ động làm du lịch để tạo kế sinh nhai bền vững. Hãy cùng khám phá xem những điều thú vị nào đang chờ đón chúng ta. Khi mà khách du lịch đến đây để tham quan thì họ rất là muốn được khám phá, được biết nhiều hơn về những cái tập tục cũng như là những cái tín ngưỡng hoa văn của mình. Nghề nhuộm chàm và thêu dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc giao tiền là điều đầu tiên bạn có thể khám phá khi đến với bản xưng. Mọi công đoạn, thao tác vẫn nguyên vẹn như tổ tiên để lại. Đây là một quá trình rất tự nhiên. Ở Singapore, chúng tôi không có cơ hội để được dùng những vật liệu tự nhiên để nhuộm màu như thế này. Tất cả đều là nhân tạo hết. Nếu muốn trải nghiệm sự khéo tay, thì xin mời bạn sẽ đi xeo giấy. Sau đó, bạn sẽ được hướng dẫn để làm nên những chiếc thiệp xinh xắn cho mình hoặc cho người thân. Chúng tôi đã tổ chức được một khóa học 3 năm rồi, thì thấy cái sự hào hứng của những học viên ấy, mình càng trân trọng bao nhiêu thì cái văn hóa của mình nó càng phát triển bấy nhiêu. Đến với bản xưng, nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc sống thường nhật thì dân bản cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những bữa ăn và gian nhà gỗ truyền thống để đón tiếp bạn. Nhưng bạn nhớ đừng bỏ qua trải nghiệm tắm lá thuốc nổi tiếng của người Dao nhé. Hiện tại là mình đang là tổ trưởng tổ nhóm đi hái thuốc, mình làm thuốc tắm và một số thuốc như trà. Cao hơn 30m này ạ, gần 40m. Theo chân người dân bản, chúng ta sẽ cùng khám phá hang sưng. Hang động tự nhiên này cao tương đương một tòa nhà 10 tầng, sâu hun hút, khiến ai bước vào cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp. Với hệ thống thạch nhũ đa dạng, ước tính hang đã có hàng triệu năm tuổi. Bạn nghĩ sao về hang động này? Bạn không có trải nghiệm như thế này ở Singapore đúng không? Sau một ngày trải nghiệm tại bản sưng, sẽ thật vui khi biết được rằng chuyển hướng làm du lịch đã góp phần giúp gìn giữ văn hóa cổ và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Cách đây 4-5 năm, mình còn đi chặt phá cây rừng ghế. Rừng mình nó phục hồi lại là từ bắt đầu mình phát triển cái du lịch cộng đồng, mình bắt đầu mình giữ được rừng.